Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với trẻ em. Người dân cần chủ động sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm hiệu quả. Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương kết thúc mà không đưa ra được tuyên bố chung. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 ngày 27 tháng 5 năm 2023, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Tham dự phiên họp có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân, tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và tiến hành thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Qua thảo luận cho thấy, đa số ý kiến thống nhất tờ trình và dự kiến chương trình giám sát ghi nhận việc chuẩn bị báo cáo một cách công phu. Các đại biểu cũng cơ bản nhất trí với các nhận định đánh giá về kết quả hoạt động giám sát năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 với nhiều đổi mới hiệu quả. Về nội dung chương trình giám sát chuyên đề năm 2024, ngoài 4 chuyên đề đề nghị đại biểu lựa chọn, có một số ý kiến đại biểu đề nghị lựa chọn thêm các lĩnh vực như kinh tế biển, luật biển, cơ sở dữ liệu quốc gia, việc ban hành văn bản pháp luật ở địa phương. Năm 2024 cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện nghị quyết Đại hội 13. Đây cũng là năm Quốc hội tiến hành xem xét, thảo luận và sửa đổi luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Vì vậy, việc triển khai chương trình giám sát năm 2024 với nhiều nội dung tiếp tục đổi mới cải tiến sẽ là cơ sở quan trọng để sửa đổi các quy định pháp luật về hoạt động giám sát nói riêng cũng như hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung theo đúng tinh thần giám sát là khâu trọng tâm, then chốt trong hoạt động của Quốc hội. Trên cơ sở ý kiến thảo luận và kết quả phiếu xin ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Tổng Thư ký phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu những ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn chỉnh và trình Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về chương trình giám sát Quốc hội năm 2024, nghị quyết về thành lập các đoàn giám sát chuyên đề Quốc hội trong kỳ họp. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ngày 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức chương trình gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với trẻ em về các vấn đề liên quan đến trẻ em nhân dịp tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh. Chương trình gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với trẻ em năm 2023 có sự tham gia của 50 trẻ em đại diện cho hơn 223.000 trẻ em trong toàn tỉnh. Tại chương trình, các em thiếu nhi đã bày tỏ ý kiến, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng về những vấn đề như bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, giáo dục xâm hại bạo lực trẻ em, tai nạn thương tích, đuối nước, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, từ các thông điệp, các khuyến nghị của trẻ em sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu, hoạch định, ban hành các cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với trẻ em. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các em thiếu nhi mạnh dạn, tự tin phát huy quyền tham gia và nói lên tiếng nói của mình về tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề trẻ em quan tâm, đồng thời chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể tạo điều kiện để trẻ em nói lên nguyện vọng của mình về những vấn đề liên quan đến trẻ em, quan tâm xây dựng nhiều sân chơi cho trẻ em ở vùng cao để các em có thể vui chơi như các bạn bè khác cùng trang lứa ở những vùng đô thị. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình, tổ chức tuyên truyền pháp luật rộng rãi, khuyến khích nhân dân lên án phát hiện và tố giác tội phạm liên quan đến trẻ em. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng quà cho các em thiếu nhi tham gia chương trình gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với trẻ em
về các vấn đề liên quan đến trẻ em năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 5, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức lễ bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, khóa 8 năm 2023. Tham dự có Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham dự lớp bồi dưỡng có 112 học viên. Trong thời gian 12 ngày, các học viên được trao đổi nghiên cứu 20 chuyên đề về lý luận, một nội dung thực hành luyện tập bắn súng, tổ chức một buổi tọa đàm thảo luận. Thông qua học tập nghiên cứu giúp các học viên nhận thức có hệ thống về quan điểm đường lối quân sự, quốc phòng an ninh của Đảng, âm mưu thủ đoạn chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đối tác, đối tượng theo quan điểm của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, giúp các học viên nâng cao cảnh giác cách mạng, sử dụng tư duy sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác quốc phòng và an ninh của cơ quan để liên hệ với chức trách nhiệm vụ được giao. Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên viết bài thu hoạch và kiểm tra bắn đạn thật đạt kết quả cao. Kết quả bài viết thu hoạch 100% đạt khá giỏi, nội dung bắn đạn thật có 100% học viên đạt yêu cầu. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 26 tháng 5, tổ chức Henvetas Liên minh Đất đai Landa, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng Nông thôn CCRI phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thảo kết thúc dự án tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 3 năm từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến 31 tháng 5 năm 2023, dự án tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số triển khai trên địa bàn 6 xã: Thành Sơn, Triềng Châu, Vạn Mai thuộc huyện Mai Châu và Tú Lý, Hiền Lương, Cao Sơn của huyện Đà Bắc. Đến nay đã có trên 36.000 người được nâng cao nhận thức về quyền đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. 630 hòa giải viên, trưởng xóm, người có uy tín, thành viên các tổ chức đoàn thể địa phương được đào tạo, nâng cao nhận thức về pháp luật đất đai, pháp luật hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải cơ sở, kỹ năng tuyên truyền, đóng góp xây dựng chính sách đất đai. Có 6 sáng kiến cộng đồng được dự án cấp vốn thực hiện nhằm thúc đẩy quyền đất đai và chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở. Dự án đã xây dựng một bộ cẩm nang về hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai. Tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ hơn những kết quả đạt được, kinh nghiệm triển khai và vai trò của tổ hòa giải ở cơ sở trong giải quyết các vướng mắc, đặc biệt liên quan tới quản lý sử dụng tài nguyên đất và rừng. Ngày 27 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, phòng chống đuối nước và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè năm 2023 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Thanh, huyện Cao Phong. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được tuyên truyền cảnh báo nguy cơ về các vụ tai nạn đuối nước, phân tích và chỉ rõ những nguyên nhân tiềm ẩn xảy ra đuối nước khi tắm tại các ao hồ sông suối, hướng dẫn cho các em một số biện pháp phòng chống đuối nước, cách xử lý khi gặp tai nạn đuối nước và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, cách xử lý tình huống khi tham gia giao thông đường bộ. Thông qua buổi tuyên truyền giúp các em học sinh trang bị những kiến thức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống đuối nước và đảm bảo an toàn giao thông, góp phần hạn chế những tai nạn thương tâm cho các em khi tiếp xúc với môi trường sông nước cũng như khi tham gia giao thông trong thời gian sinh hoạt hè tại địa phương. Hồi 16 giờ ngày 25 tháng 5, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Hòa Bình tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh thực phẩm tại địa chỉ tổ 4 phường Quỳnh Lâm thành phố Hòa Bình, phát hiện tại điểm này đang kinh doanh trên 1.000 sản phẩm xúc xích gồm các loại xúc xích viên dạng hộp, xúc xích dạng lốc, xúc xích dạng túi, xúc xích khổng lồ và sản phẩm chân cánh gà được đóng gói đã qua chế biến. Trên các sản phẩm có chữ nước ngoài không nhãn phụ tiếng Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Theo chủ của cửa hàng cho biết, số hàng trên được mua qua mạng xã hội với tổng trị giá trên 4 triệu 900 nghìn đồng để giao bán cho các hộ kinh doanh đồ ăn vặt tại các cổng trường học tiêu thụ. Cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với số tiền 4 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 được dự báo là một trong những năm nóng kỷ lục. Với khả năng cao ảnh hưởng của hiện tượng El Nino vào nửa cuối năm 2023, nguy cơ xảy ra nắng nóng, hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng trong thời gian tới là rất lớn. Thực tế hiện nay tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Vì vậy, việc tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, chống thất thoát lãng phí nước là rất cần thiết. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh tăng cao. Nhiều khu dân cư ở các huyện, thành phố đã xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Theo Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, sản lượng tiêu thụ nước của công ty trong tháng 5 năm 2023 là trên 852 mét khối, tăng trên 50.000 mét khối so với thời điểm tháng 10 năm 2022. Do đó, hiện nay, công ty đã chỉ đạo xí nghiệp kinh doanh nước sạch tại các huyện, thành phố nâng công suất xử lý nước, đồng thời thực hiện các giải pháp khống chế tỷ lệ thất thoát nước tại các đô thị ở mức thấp nhất, tuyên truyền khách hàng sử dụng nước sạch tiết kiệm và hiệu quả. Chúng tôi cũng quán triệt tới tất cả các nhân viên ghi thu và nhân viên thu và nhân viên thu tiền là đã cũng cảnh báo với người dân là cái hiện tượng năm nay là cái nắng nóng kéo dài và nguồn nước cũng hạn chế, nên là người dân sẽ phải tiết kiệm để mà đảm bảo được cái lượng nước sử dụng cho mình phù hợp. Đối với nhân viên đi đọc là sẽ tiếp cận với lại từng khách hàng để tuyên truyền cho mục đích là sinh hoạt và mục đích kinh doanh thì cũng phải là tiết kiệm. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tăng cao. Vì vậy, việc tuyên truyền vận động người dân sử dụng tiết kiệm nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày là rất cần thiết. Tưới cây, rửa xe nên sử dụng nước giếng khoan hoặc nước giếng khơi. Có kế hoạch dự trữ sử dụng hiệu quả nguồn nước sinh hoạt của gia đình. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp nước của gia đình mình. Nếu bị rò rỉ thì phải có biện pháp sửa chữa khắc phục ngay để tránh gây thất thoát và lãng phí nước, đồng thời cũng tiết kiệm chi phí hóa đơn tiền nước hàng tháng cho gia đình. Bình quân một ngày thì tùy vào thời tiết và ấy thì một ngày khoảng 20-30 xe đấy. Đấy. Sau khi mình rửa xe xong thì các thiết bị mình đóng ngắt hết để tránh nguồn nước lãng phí. Khối nước cũng nhớ, nhưng mà số tiền thì khoảng tầm từ 700 đến 800 triệu là trong một triệu, tùy vào cái mức độ mình làm. Theo thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Hiện mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở mức rất thấp. Một số hồ chứa lớn lượng nước trữ thiếu hụt từ vài chục đến hàng trăm triệu mét khối. Năm 2023 được dự báo là một trong những năm nóng kỷ lục, khả năng cao ảnh hưởng của hiện tượng El Nino vào nửa cuối năm 2023, nguy cơ xảy ra nắng nóng, hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng trong thời gian tới. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc phối hợp của các ban ngành địa phương, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, thì khách hàng sử dụng nước cũng cần sử dụng nước sạch tiết kiệm hiệu quả nhằm giảm lãng phí khi sử dụng nước sạch trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Tăng cường tiêm phòng dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Nghị lực vượt lên trong cuộc sống của người phụ nữ khuyết tật. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc gia cầm, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh, hiện nay các địa phương trong tỉnh đang triển khai đồng loạt tiêm vaccine cho đàn gia súc gia cầm tại các xã thị trấn, đảm bảo phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngổ Luông là xã vùng cao của huyện Tân Lạc, toàn xã có tổng đàn gia súc gia cầm gần 59.000 con, trong đó đàn gia súc trên 14.000 con và đàn gia cầm 45.000 con. Phương thức chăn nuôi của hầu hết các hộ dân trên địa bàn xã là chăn nuôi truyền thống thả rông. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, xã Ngổ Luông đã cử cán bộ thú y đến tận hộ gia đình để kiểm đếm và tiêm phòng đầy đủ cho toàn bộ đàn vật nuôi. Nhờ đó, đàn vật nuôi trên địa bàn xã phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Về công tác tiêm phòng thì bà con ở nhân dân trong xã thực hiện cũng khá là tốt. Nhưng mà cái khó khăn ấy thì như là phải tiêm một tranh thủ vào buổi sáng buổi chiều, nó cũng khó khăn cho bản thân tôi đi thực hiện tiêm. Còn về thời gian tôi bố trí như thế thì cái mức độ tiêm bây giờ có thể là đạt được khoảng 70%. Tình hình dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi thì những cái vaccine mà mình tiêm, những cái bệnh liên quan đến vaccine mình tiêm là gần như là không xảy ra. Đối với huyện Tân Lạc cũng đã ban hành cái kế hoạch để triển khai thực hiện tiêm phòng đến các xã thị trấn trong toàn huyện. Thì đối với các xã thị trấn cũng đã triển khai đến các cơ sở. Hiện nay thì đối với các xã thì đã đăng ký cái tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm. Cho đến thời điểm này đã cơ bản đã hoàn thành
cái đợt tiêm đợt 1 chỉ đạo của các xã, thị trấn ấy, cũng như là của huyện ấy, thì là đến thời điểm này thì công tác tiêm phòng cũng đã đạt trong toàn huyện cũng đạt được 65%. Toàn tỉnh hiện có trên 650.000 con gia súc, tổng đàn gia cầm các loại gần 8.700.000 con. Để công tác tiêm vaccine trên đàn gia súc gia cầm đạt kết quả cao, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã xây dựng kế hoạch tiêm phòng, phối hợp với các ngành đoàn thể, các thôn, thực hiện thống kê rà soát số lượng đàn gia súc gia cầm trong diện tiêm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi nâng cao nhận thức, chấp hành và tạo điều kiện cho cán bộ thú y tiêm phòng thuận lợi. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm được trên 40.000 liều vaccine lở mồm long móng tụ huyết trùng, viêm da nổi cục cho đàn gia súc gia cầm và cấp 10.000 lít hóa chất khử trùng tiêu độc cho các hộ chăn nuôi. Nhờ đó mà tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Hàng tháng thì chúng tôi có giao ban với các phòng nông nghiệp để triển khai các cái kế hoạch tiêm phòng của vụ xuân hè cũng như là vụ thu đông. Và ngoài ra thì chúng tôi có tổ chức các cái đợt kiểm tra về công tác tiêm phòng ở những năm qua, và cụ thể là năm 2023, công tác tiêm phòng của các địa phương đã được quan tâm, đặc biệt là ở những cái xã vùng cao thì đã được cái sự quan tâm của Ủy ban nhân dân xã và hệ thống thú y viên, thì là người dân đã tự giác nhốt gia súc gia cầm để cho công tác tiêm phòng, và do đó thì cái tỷ lệ tiêm phòng là đã được đưa lên cao hơn so với những năm trước, và dẫn đến là cái tình hình dịch bệnh là có giảm so với những năm trước đây. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đạt so với kế hoạch đề ra sẽ giúp các hộ gia đình làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, từ đó giúp các hộ yên tâm phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Bộ trưởng Thương mại các nước thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vừa kết thúc hội nghị kéo dài 2 ngày tại thành phố Detroit, bang Michigan của Mỹ. Dù đã nỗ lực tìm được tiếng nói chung về chuỗi cung ứng an ninh lương thực, chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng, tuy nhiên các cuộc đàm phán đã kết thúc mà không đạt được tuyên bố chung. Một trong những trở ngại trong việc đưa ra tuyên bố chung đến từ những bất đồng về Ukraine, Nga và Trung Quốc đã phản đối nhiều nội dung về vấn đề này. Hai nước cũng đang tăng cường quan hệ kinh tế trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và các đồng minh đang gia tăng kể từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine. Kết thúc hội nghị, nước chủ nhà Mỹ đưa ra tuyên bố chủ tịch APEC tóm tắt diễn biến các cuộc thảo luận với trọng tâm là tính toàn diện, bền vững và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. APEC cũng tái khẳng định cam kết tuân thủ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO làm trung tâm. Các bộ trưởng của Mỹ, Nhật Bản và 12 quốc gia khác sẽ ở lại Detroit để tham dự Diễn đàn Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hướng tới đạt được một thỏa thuận đảm bảo chuỗi cung ứng an toàn và linh hoạt hơn. Ngày 26 tháng 5, trong khuôn khổ cuộc họp thường kỳ lần thứ 3 của Hội đồng Chung Liên minh châu Âu-EU-Cuba tại thủ đô La Habana, các đại diện của Cuba và EU đã nhất trí rằng quan hệ song phương đang tiến triển thông qua đối thoại và hợp tác. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell cho biết EU và Cuba đã thảo luận về các phương thức qua đó hai bên có thể tiếp tục áp dụng và cải thiện cuộc đối thoại chính trị và hợp tác trong các vấn đề quan trọng như giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhân quyền phát triển bền vững và các biện pháp cưỡng chế đơn phương. EU và Cuba duy trì các dự án hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu và hiện đại hóa nền kinh tế, góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại đảo quốc Caribe này. Hai bên cũng quan tâm đến hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ truyền thông, văn hóa và công nghệ sinh học. Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao với EU vào năm 1988 và có quan hệ ngoại giao đầy đủ với tất cả 27 quốc gia thành viên của khối này. Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố số liệu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân đã tăng trong tháng 4 vừa qua, thúc đẩy triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 2 năm nay. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát cũng tăng, làm dấy lên lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới. Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng trong tháng 4 năm nay tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng từ mức 4,2% của một tháng trước đó. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1 vừa qua chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân hàng năm của Mỹ tăng, chủ yếu do việc tăng giá dịch vụ, thực phẩm và hàng hóa. Trong khi đó, lạm phát cơ bản trong tháng 4 cũng tăng lên 4,7%. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ xem xét các dữ liệu của nền kinh tế để đưa
ra các quyết định chính sách tiếp theo nhằm kéo lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn là 2%. Công ty khởi nghiệp Neuralink của tỷ phú Elon Musk vừa thông báo cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm FDA của Mỹ đã cấp phép thử nghiệm cấy thiết bị được công ty này phát triển vào não người. Thiết bị do Neuralink phát triển được đưa vào não người thông qua phẫu thuật bằng robot có thể giải mã hoạt động của não và liên kết thiết bị này với máy tính. Cho đến nay, Neuralink mới chỉ thử nghiệm thiết bị này trên động vật. Thiết bị có kích thước bằng đồng xu này đã được cấy vào hộp sọ của khỉ. Trên trang Twitter, Neuralink cho rằng việc FDA cho phép triển khai thử nghiệm nghiên cứu trên ở người là bước đi quan trọng để công nghệ của Neuralink có thể giúp đỡ nhiều người. Neuralink không công bố cụ thể các mục tiêu của nghiên cứu, đồng thời cho biết công ty chưa tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Mới đây, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Tel Aviv của Israel đã phát hiện một dịch bệnh nguy hiểm đang lan rộng tại Biển Đỏ, đã giết chết toàn bộ loài nhím biển ở vịnh Aqaba, gây nguy hiểm cho các dạng san hô ở khu vực này. Theo nhóm nghiên cứu trên, toàn bộ quần thể nhím biển đen, loài vật giúp cho các dạng san hô khỏe mạnh ở vùng biển, còn được gọi là vịnh Eilat, đã bị xóa sổ trong vài tháng qua. Thủ phạm có thể là một loại ký sinh trùng đã tàn phá quần thể nhím biển ở Caribe. Một số giạt vào bờ biển, những con khác bị cá ăn khiến cho nguy cơ lây lan tăng lên. Các nhà nghiên cứu cho biết một báo cáo đã được đệ trình lên các cơ quan môi trường của Israel và những biện pháp khẩn cấp để bảo vệ các dạng san hô đang được xem xét. Eilat, một thị trấn nghỉ mát của Israel trên bờ biển phía bắc của Biển Đỏ, là một địa điểm lặn nổi tiếng. Các nhà khoa học nghiên cứu khu vực coi đây là nơi trú ẩn của san hô. Nhím biển đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng bằng cách ăn tảo cản ánh nắng mặt trời đến các dạng san hô. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người sinh ra và lớn lên không may mắn khi cơ thể bị khuyết tật. Tuy nhiên không vì thế mà họ lại buông xuôi phó mặc cho số phận, mà họ đã bỏ qua mặc cảm, nỗ lực vươn lên và là những tấm gương về nghị lực sống. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một tấm gương phụ nữ khuyết tật đã có những nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống. Sinh ra ở xã Tử Nê, năm 1972 khi chị Nguyễn Thị Thủy mới hơn 2 tháng tuổi, thì gia đình chị bị trúng bom B-52 của Mỹ và đã cướp đi sinh mạng của cả bố và mẹ. Còn chị Thủy sống sót và bị mảnh bom phạt ngang đầu gối. Lớn lên trong sự giúp đỡ của anh em họ hàng, từ đó đến nay đôi chân của chị không còn lành lặn, đi lại khó khăn. Cuộc sống của chị Thủy cũng trải qua nhiều biến cố, nhưng vượt lên mặc cảm của số phận, chị Thủy không buông xuôi. Chị nghĩ còn đôi tay lành lặn là còn khả năng lao động. Được sự giúp đỡ của Tổ chức Hội Phụ Nữ tham gia học nghề mây che đan cùng với ý chí vươn lên trong cuộc sống, chị Thủy đã có việc làm phù hợp với sức khỏe và thu nhập. Cuộc sống nó vất vả lắm, nói chung là cũng phải tự mày mò, cố gắng kiếm những cái công việc để phù hợp với sức khỏe của mình nhất. Thế khi mà hội trưởng hội phụ nữ tìm ra cái công việc này cho chúng tôi ấy, thì là tôi cũng có ý tưởng là các bác ở xóm thì già, rồi lại có cả người câm điếc, rồi lại có cả người tàn tật không đi làm được ấy. Thế là rủ nhau cùng học, cùng làm. Bây giờ là cuộc sống cũng gọi là được. Không những tạo việc làm cho bản thân, chị Thủy còn giúp đỡ một số chị em phụ nữ trong xóm có hoàn cảnh nghèo, khó khăn và khuyết tật cùng tham gia tổ nghề làm mây che đan do chị sáng lập để có thêm thu nhập. Một người khuyết tật nhưng mà phúc hậu và tốt bụng, mà trong cái đó thông minh và rất là giỏi, ở đánh giá rất là cao về cái sản phẩm chị làm. Cho nên chị luôn luôn hướng dẫn, rồi chị đi kiểm tra, rồi chị đi bảo ban mọi người ai cũng rất phấn khởi. Từ ngày chị làm mây che đan xuất khẩu này thì chị đã thành công lớn nhất là chị thoát được hộ nghèo. Trước chị là hộ nghèo nhưng mà bây giờ thoát hộ nghèo rồi. Và trong lòng của một chi hội trưởng tôi rất là thương, rất là cảm phục về cái nghị lực vươn lên của Thủy như thế. Từ một hộ thuộc diện nghèo, bản thân là người khuyết tật từ nhỏ, nhưng nhờ nghị lực và ý chí vươn lên, chị Thủy đã vượt qua mặc cảm, tìm cho mình một nghề để có thu nhập, ổn định cuộc sống và đã thoát được nghèo. Chị Thủy là điển hình tiêu biểu về tinh thần vượt khó, hăng say trong lao động, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở địa phương. Chị Nguyễn Thị Thủy, đây là một chị hội viên thuộc xóm 1, xã Từ Nê, là một cái tấm gương sáng vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù là chị có về khuyết tật, nhưng tuy nhiên rằng là chị đã cố gắng để mà học hỏi, cũng đã tìm qua rất là nhiều nghề
để mà chị vươn lên cho cuộc sống và thu nhập ổn định. Và đối với Hội Phụ Nữ huyện thì trong cái thời gian tới thì sẽ cùng với chỗ cá nhân chị Thủy cũng như là tổ hợp tác xã sẽ là khuyến khích và khích lệ các chị sẽ tham gia cái dự án khởi nghiệp do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam phát động, và cũng sẽ mong muốn rằng là trong cái thời gian tới thì dự án này sẽ được các cấp các ngành quan tâm, và đây cũng là một cái mô hình để chúng tôi là sẽ giúp những cái phụ nữ đơn thân, những phụ nữ khuyết tật để làm sao để có cái thu nhập ổn định cho cuộc sống. Người phụ nữ tuy không may mắn có một cơ thể lành lặn, nhưng chị Thủy lại có một tâm hồn lạc quan, luôn vui vẻ và những việc làm tốt. Khiếm khuyết hay bất hạnh không phải là lý do để từ chối cuộc sống này, mà chính đó lại là động lực để thúc đẩy mọi người chấp nhận thay đổi chính mình để phù hợp với cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng xã hội. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.